Địa lý à? Đơn giản, nếu Đông Nam Á là điểm nóng của trái đất thì em chính là điểm nóng trong trái tim anh. Không phải đi ra một toán à? Dạ. Hôm nay em học toán hình. Từ từ. Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Ok. Hôm nay em học toán hình. Tròn vuông chẳng thấy, toàn hình bóng ai? Giữ vậy sao? Giữ vậy sao? Giữ vậy sao? À. Giống. Ừ, sử à? Sử. Em có biết điểm chung giữa em và lịch sử là gì không? Là gì vậy anh? Là gì ạ? Là gì ạ? Là điều khiến anh phải nhớ thật nhiều. Cháu lên theo. Quang. Gì đây? Cô xinh. Gì đây? À, Hà Thính đây, Hà Thính đi nào. Tiếng Anh à? Okay. Anh, đó, anh lịch, anh lịch, anh lịch, anh lịch. Bắt bòi, bắt bòi. Riêng rồi thì. Riêng rồi, riêng rồi. Anh chỉ vào. Sao lại phải học tiếng Anh trong khi anh chỉ muốn nghe tiếng em? Môn lý mọi người ạ. Môn lý đó. Trái tim em đang hoạt động điều hòa. Rồi. Chỉ gặp anh. Mà lịch phá. Ôi giời ơi, là kết quả ta rồi. Hóa. Đeo tai nghe giống hóa. Đang mặc áo này giống một hóa này. Ở trang music. Ok nào. Hai ba. Gọi tớ là học sinh rốt hóa thì tớ không thể cân bằng cảm xúc khi gặp cậu. Cô gái nhìn nam Tả Thính một lần, đến cầm điện thoại làm gì? Tìm Tả Thính cái điện thoại. Môn văn. Văn. Đó là một kẻ nhạt nhẽo. Tiếp đi, đang lắng nghe. Tao là một kẻ nhạt nhẽo. Đó cũng không nổi văn thơ. Hồi hộp gì đâu. Hồi hộp mà tim đập bụp 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 bụp. Thú nhận với mọi người là tớ cũng là một kẻ nhạt nhẽo. Thì tớ cũng không giỏi văn thơ. Tớ giống như một kẻ thờ. Yêu cậu trong từng hơi thở. You're giving me a feeling that I can't.